Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay là ngày cuối của tháng 7 ha. Thì hôm nay mình xin cập nhật cho các bạn giá và khuyến mãi của iPhone 14 Pro và 14 Pro Max tại Thế Động. Xem cuối tháng 7 này và 14 Pro Max có giảm giá sâu hay khuyến mãi gì thêm không các bạn nha. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái con iPhone 14 Pro trước các bạn. Rồi, hiện tại đây mình đang có con iPhone 14 Pro 128GB màu đen. Một cái màu sắc rất là đẹp và cá tính cho những bạn nam ha. Màu đen hôm nay cực kỳ đẹp luôn. Cái thiết kế rất là bắt. Quá đẹp luôn các bạn. Thì iPhone 14 Pro này hiện tại các bạn mua sẽ sở hữu màn hình là 6,1 inch với công nghệ màn hình là Super Retina XDR. Máy sẽ được trang bị con chip là Apple A16. RAM trên máy là RAM 6GB, bộ nhớ đây là 128GB các bạn nha. Máy sẽ được trang bị bộ 3 camera phía sau, với camera chính lên đến là 48 megapixel và hai cam phụ lần lượt là 12 và 12. Ở phía trước chúng ta sẽ có camera selfie phía trước với độ phân giải là 12 megapixel. Máy sẽ được trang bị viên pin là 3200 mAh và hỗ trợ sạc nhanh là 20W. Hiện tại iPhone 14 Pro hiện tại các bạn mua sẽ có giá là 27.990.000 và hiện tại nó đang được giảm còn 24.790 cho iPhone 14 Pro 128GB. Phiên bản màu đen các bạn, 24.790. iPhone 14 Pro 128GB màu tím nó sẽ có giá rẻ hơn tầm khoảng 100.000 các bạn. Giá chỉ có là 24.590.000 thôi. Rồi 14 Pro 256GB màu đen sẽ có giá là 29.990.000 và hiện tại nó được giảm là còn 27.290 cho iPhone 14 Pro 128GB màu đen. Rất là hot hit trong năm nay đó là iPhone 14 Pro Max 128GB màu tím. Đây là màu tím cực kỳ đẹp rồi ha, quá xuất sắc luôn. Thì iPhone 14 Pro 128GB hiện tại các bạn mua sẽ sở hữu màn hình là 6,7 inch, với công nghệ màn hình là Super Retina XDR. Máy được trang bị bộ 3 camera phía sau với cam chính là 48 megapixel, hai camera phụ lần lượt là 12 và 12. Phía trước là camera selfie với độ phân giải là 12 megapixel. Máy được trang bị RAM 6, bộ nhớ đây là 128GB. Viên pin trên máy là 4323 mAh và hỗ trợ sạc nhanh là 20W. Màu tím năm nay cực kỳ đẹp luôn bạn, và là màu hot nhất năm nay ha. Đây là tím mắm tôm. Thì iPhone 14 Pro Max 128GB màu tím hiện tại bạn mua sẽ có giá giảm là còn 26.790.000 cho iPhone 14 Pro Max 128GB màu tím. 14 Pro Max phiên bản 128GB màu vàng, màu tím và những cái màu còn lại đều có giá bằng nhau các bạn, đều là 26.790.000. iPhone 14 Pro Max 256GB màu tím sẽ có giá giảm luôn là còn 29.590.000, giá gốc của nó sẽ là 32.890.000. Rồi iPhone 14 Pro Max 256GB màu bạc sẽ có giá là 29.690.000, nó sẽ mắc hơn là 100.000 các bạn. Và màu vàng, màu đen đều có giá là 29.690.000. Rồi thì mình vừa cập nhật cho các bạn giá cũng như khuyến mãi của iPhone 14 Pro và 14 Pro Max ngày cuối của tháng 7. Để các bạn cập nhật giá và qua tháng mới mình sẽ cập nhật xem nó có thay đổi giá gì nhiều không các bạn nha. Các bạn có thắc mắc gì cứ lại comment bên dưới, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Bye bye.